cô tính con. Tính chất hóa học của hóa thơ ấy là tính gì em? Tính con nước không thua. Tính chất hóa học, tính toan là tính vật lý, còn tính chất hóa học là tính axit, tính bazơ, tính oxy hóa, tính khử đó. Thì bây giờ hóa thơ ấy nó có tính gì? Đâu rồi, không nghe gì hết. Đợt đợt ơi, Dạ. hóa khe ấy có tính chất gì đợt? Dạ cô, bữa em không có học, em không biết. À, trốn hạt rồi giờ ra không biết. Bây vừa kiểm tra xong, bây giờ tuần sau là tăng cường kiểm tra đó. Hóa khe ấy nó có hai cái tính chất, một là tính axit yếu, hai là tính khử. Tính khử do lưu huỳnh âm hai đó, cho nên hóa khe ấy nó có cái tính khử, được chưa? Bây giờ yêu cầu hoàn thành các cái phương trình phản ứng. Xác định vai trò của hóa khí ấy, được chưa? Một, hóa khí ấy tác dụng với oxy đun nóng. Hai, hóa khí ấy tác dụng với KOH. Ba, hóa khí ấy cạn với bạc, cạn với oxy. Ba cái phương trình phản ứng đó làm đây. Hân, Hân ơi, bạn Hân đâu mẹ? Sao riết rồi cô dạ cô gọi không đứa trả lời vậy bạn? Đứa nào mà không ghi tên ba chấm nó tôi lóc ra già. Anh Thư, A Bóng. Dạ em đây cô. Rồi, cái phương trình thứ nhất H2S nó tác dụng với oxy nó sinh ra cái gì thôi? Dạ thưa cô là ra H2O nãy cô ha. Rồi, SOH và H2O, bởi vì trong cái điều kiện này là oxy dư và đun nóng, cho nên nó oxy hóa lên đến SOH. Và căn bằng các phản ứng này, em xác định vai trò của H2S trong phản ứng này là gì? Dạ là chất khử. Đúng rồi, chất khử và oxy luôn luôn là chất oxy hóa, các bạn nhớ căn bằng các bạn ơi, được chưa? Vì lưu huỳnh đây là âm ha, trong hóa thể là âm ha, nó lên ấy của ha là dương, dương bấu nó tan, còn oxy từ không về âm ha, các bạn tự căn bằng vô. Thư trả lời luôn cho cô, hóa ha ấy chạm câu hóa nó ra cái gì? Dạ, thưa cô nghĩ là có hai ấy với là có hai u. Ra hai ấy và H2O, bởi vì đây là axit chạm baza ra muối chạm nước. Còn cái trường hợp nào nữa không? Dạ em không biết. H2S là cái axit hai lần axit axit hai á, cho nên khi chạm với KOH hay là NaOH thì hoặc là nó sẽ ra cái muối K2S hoặc là KHS này nè, cạn nước. Và muốn xác định cái muối gì sinh ra, xác định sản phẩm thì xác cái tỷ lệ T bữa trước làm bài tập cho lớp chưa? T bằng cái số mol gì? Số mol của KOH chia cho số mol H2S đó. Lật vở lại coi. Rồi. Thứ bạn tiếp theo, Chương.
Dạ em đây cô. Các phương tiện thứ ba có xả ra hay không? Dạ tức là không có. Không hay là có? Dạ không. Không. Phương trình thứ ba có xả ra ngang. Bình thường bọt nó không bị oxy hóa bởi oxy, nhưng có mặt khác hay thì nó bị oxy hóa, nó tạo ra ADH chạm với là H2O. Dạ, ADH với H2O. Vậy thì bây giờ pha trò đây nè. Bọt không nó về bọt dương 1, oxy không về oxy âm 2. Được chưa? Còn lưu huỳnh âm 2 thì vẫn ở âm 2, hydro vẫn ở dương 1. Căn bằng này, bọt không lên dương 1, ha là tan ha, oxy là giảm bóng, cho nên là bóng bọt nè. Ra là ha. Như vậy chỗ này là ha và chỗ này ha nữa. Vai trò của cái phản ứng này là bọt nó là chất khử, còn oxy là chất oxy hóa, còn H2S nó là môi trường của phản ứng. Do nó tạo ra ADHO thì không bằng những ADHS thì bằng. Do đó cái kim loại bọt khi mà tiếp xúc với cái khí độc H2S nó sẽ bị xỉn nạp, bởi vì ADHS có cái tụ màu đen. Để tin chưa? Ví dụ thứ hai. Hoàn thành cái chuỗi phản ứng lưu huỳnh cảm sát ra chất X, chất X cảm hết xem là ra chất khí A. Nè, mỗi chất là một phương trình thôi nha. Khí A cho với là tác dụng với dung dịch bọt nitrat, chì nitrat ra cái tủa giấy, xác định X Y giấy và viết phương trình phản ứng. Chịu khó lấy bút lấy giấy ra mà làm đi mấy đứa. Duy hả? Hey. Dạ đây cô. X là chất gì cơ? H2S cơ cô. Lưu huỳnh cảm sát F2S cô. F2S chứ. Dạ. Lưu huỳnh cảm sát đúng máng thì nó ra F2S nè. Y là cái gì? H2S cô. H2S. Và Z là gì? BS cô. BBS, cái tủa màu gì? Màu đen cô. Màu đen, đúng rồi. Đây, cái chuỗi này lưu huỳnh cảm sát ra FAS. Điều chế H2S là người ta lấy FAS cảm hát xem là hoạt hát hê bóng loãng. Lúc này sẽ tạo FAS là hay là phản ứng trao đổi bình thường thôi. Cảm thấy hydro sulfur là H2S ta lấy căn bằng là HCl. Khi mình cho khí H2S vào các cái dung dịch, ví dụ như là chì nitrat. Đấy nha. Chì để hóa trị ha, nó đi hay góc nitrat hóa trị ha, thì sẽ tạo BBS cái tủa cộng với là HNO3. Cái BBS là cái loại cái tủa màu đen không tan trong axit, cho nên nó xả ra được. Ví dụ 3. Lưu huỳnh ra H2S. Phương trình thứ nhất, H2S ra S của H. S của H ra H2S của bóng.
Đó là 1, 2, 3. Phương trình thứ tư HKX ra trực tiếp HKX của bóng luôn, không thông qua X của H. Các bạn viết các phản ứng nó ra. Đối với cái phản ứng số 1 thì Lê Quỳnh cảm cái gì đây? Quỳnh Anh. Dạ Lê Quỳnh cảm hero. Đúng nắng. Đúng rồi, điều kiện đúng nắng. Và có thể tăng cái phản ứng này con xác định vai trò của các chất Lê Quỳnh với hero. Lê Quỳnh là chất gì? Dạ, Lê Quỳnh là chất oxy hóa. Đúng là từ không về âm ha, cho nên nó là chất oxy hóa và hero là chất thử. Dạ. Con làm tiếp cái phản ứng thứ hai giúp cô rồi nghĩ. Từ H2S mà muốn nó đưa nó lên X của ha thì bằng cách nào con? Dạ, tác dụng với oxy cũng đun nắng không cô? Đúng rồi, oxy dơ đun nắng nó sẽ ra X của ha cả nước. Và trò của H2S trong phản ứng này là chất gì? Dạ anh H2S chất khử. Đúng, trong tất cả có các phản ứng mà có oxy tham gia thì oxy luôn luôn là chất oxy hóa, do đó H2S sẽ là chất khử. Tự cân bằng ngay nha. Rồi bây giờ một bạn khác. Phản ứng thứ 3 Kim Ngân. Dạ cô. Bây giờ X của ha mà muốn ra hết theo X của bóng thì không làm cách nào. Dạ. X của ha cả O ha với hết theo O. Theo quá trình đó nó phải thực hiện riêng lẻ chứ thực hiện gộp vô một phương trình thì không được. Lúc này Lê Quỳnh từ dương bóng nè, nó lên Lê Quỳnh dương sáng, có phản ứng này mình gặp rồi. Nó tác dụng với một chất oxy hóa mạnh trong nước, ví dụ như là cà lo hoặc là luôn. Cái phản ứng với baron gặp rồi mà. Đúng không? Ví dụ baron, dung dịch baron này, cạn nước. Thì nó ra hết hê của bóng cạn hát đi rồi. Phản ứng này gặp ở bên phần halogen rồi. Nhờ cái chất oxy hóa mạnh như là calo baron trong nước nó đẩy từ cái lưu huỳnh dương bóng lên cái lưu huỳnh dương sáu là ha. Vậy thì bây giờ các phản ứng thứ tư, phản ứng thứ tư Ngọc Mỹ Ngọc. Dạ là phản ứng thứ tư là H2S cộng với calo cộng cạn calo, cái gì nữa không? Dạ, H2O cô. Đúng rồi, nước calo thì mới đưa từ cái lưu huỳnh âm ha này lên cái lưu huỳnh dương sáu, đó là H2O bóng. Và cuối cùng nó cạn hát xem là, chứ còn nếu calo không á, calo không thì nó về lưu huỳnh thôi, cạn hát xem là. Cái anh này lưu H2S từ âm ha lên dương sáu là tan tóm đơn vị calo không, về calo âm một là giảm một, nhưng mà calo ha thành giảm ha. Như vậy chỗ này là bóng, bóng thì chỗ này là tóm. H2S là chất khử. Một số cái phản ứng để ông là cái gì kế cho hóa hạt là phải viết cho được cái phương trình phản ứng đó hả? Bây giờ mình tiếp tục cái bài hôm trước này nha.
Bữa trước giữa quyết đánh cao số máy rồi ha. Cao số bóng đúng không? Thật lý thuyết phải giải quyết đánh cao số bóng. Cao máy cơ. Má thấy cậu bỏ ai? Thấy câu ba à? Ba a thì về các bạn làm được câu ba tiếp theo chứ. Này, câu ba a là fa này, nó cảm hcl thì nó ra facl ha, cảm với hydro. Còn fax mà cảm hcl thì nó sẽ tạo facl ha, cảm hc. Lúc này N hỗn hợp khí nó sẽ bằng 2,46 bóng đem chia cho 22 bóng là 0,11. Làm cả bà ba rồi chứ các bạn. 0,11. Sau đó có hỗn hợp khí hydro và H2S đi qua chì nitrat thì chỉ có H2S tác dụng với chì nitrat thôi. BBNO3 hai lần sẽ tạo ra BBX cạn hai hết nậu ba. Như vậy số mol cái tủa BBX nó bằng 23,9 đem chia cho M lớn của chất này là 239 thì bằng 0,1. Dựa trên cái phương trình chỗ này 0,1 thì xây ra là H2S nó 0,1. Mà H2S 0,1 thì xây ngược là hydro, tổng hai khí này là 0,11. Cho nên H2S 0,1 thì hydro bằng 0,01. Vậy chỗ này là 0,01 và chỗ này là 0,1. Yeah. Như vậy, xây ra nè. Số mol H2S bằng 0,1. VH2S bằng 2,24. Số mol hydro là bằng 0,01 thì xây ra thể tích hydro là bằng 0,24. Tính khối lượng của sắt và FeS thì tương tự, khối lượng của sắt là bằng 0,01 nhân cho 56 là bằng 0,56 g. Và khối lượng của FeS 0,1 FeS là 88 là bằng 8,8 g. Họ có thể cho mình tính khối lượng tổng. Nó chuyển qua cái bài trắc nghiệm là tính một thông số. Nhưng mà các bạn phải làm từ cái bài tự luận để các bạn hiểu. Tương tự câu số bóng. Mình có một cái hỗn hợp gồm kẽm và sắt. Tổng cái khối lượng này là 3,72 gram. Khi tác dụng với bột lưu huỳnh dơ thì kẽm cạm lưu huỳnh, kẽm nó chỉ có hóa trị ha thôi cho nên nó ra giấy Nx. Sắt cạm lưu huỳnh tương tự sắt cũng có hóa trị ha cho nên FeS. Cho các hỗn hợp chất rác thu được vào H2S của bóng loãng, như vậy sẽ xác định chất rác nó có cái gì. Thứ nhất, nó có giấy Nx nè. Thứ hai, nó có FeS. Và các em nên nhớ là nó có lưu huỳnh dư. Mặc dù có phản ứng giới thì không có, nhưng mà khi xác định thành phần chất rắn thì chúng ta phải xác định là nó có lưu huỳnh dư. Yeah. Cái hỗn hợp này cho qua H2 của bóng loãng thì tạm thời các em phải hiểu là H2 của bóng loãng tính chất nó giống như HCl ở dưới lớp dưới hạt rồi. Cho nên giấy Nx này mà nó cạm H2 của bóng loãng thì nó trao đổi bình thường, nó qua cái muối máu đó là ZN nó đi với cái gốc X của bóng này. Và còn lại hydro nó đi với lưu huỳnh thì ra H2S. Tương tự bên này FeS mà cạm với H2S của bóng loãng thì ra FeS của bóng cạm với H2S.
Lưu Quỳnh không toan trăng hắt hơi bóng loãng. Trăng hắt hơi bóng đạt thì sẽ có, bữa sau mình sẽ học tính chất, còn loãng thì không có. Vậy khí thoát ra trong trường hợp này chỉ có khí hắt hơi, số mol hắt hơi thoát ra nó bằng 1,344 chia cho 22,4 là bằng 0,06. Như vậy nếu chúng ta đặt A bằng số mol của kẽm, B bằng số mol của sắt. A bằng số mol của kẽm và B bằng số mol của sắt thì phương trình thứ nhất chính là phương trình khối lượng 65 nhân cho A cộng cho 56 nhân cho B bằng 3,72. Đó là khối lượng của hỗn hợp, gọi là phương trình 1. Bây giờ đây, A thì giá trên này ấy sẽ A, sắp B thì FA ấy sẽ B. Anh này A thì H2 ấy đây là A, FA ấy là B thì H2 ấy phương trình giới là B. Tổng cái số mol của H2 ấy là bằng A cộng B. Vậy phương trình thứ hai sẽ là A cộng B, nó bằng 0,006. Giờ cái hệ này trả lại cho cô A bằng bao nhiêu và B bằng bao nhiêu giúp? 0,04 và 0,02. A bằng 0,04 và B bằng 0,02. Vậy khối lượng của mỗi kim loại thì khối lượng của kẽm nó bằng 0,04 nhân cho 50 nhân cho 65, kẽm là 65. Và khối lượng của sắt là bằng 0,02 nhân cho 56. Dạ. Cái việc dễ cái bài toán này nó sẽ rất dễ dàng. Đa phần những cái bài toán hóa đó, nếu như các em nắm vững cái lý thuyết và những cái chi tiết nho nhỏ như này nè, mặc dù đối với bài toán này các em sẽ không cần dùng, nhưng các em phải kiểm soát nó kỹ để những cái bài toán phức tạp hơn thì nó sử dụng, mình không quay sử dụng các cái dữ kiện đó. Được chưa? Chép bài xong chưa nè? Chép vô ngang. Câu số 5. Đây là khối lượng dung dịch mà họ biểu tính C phần trăm. C phần trăm của một chất thịt bằng M chất tan, chính là M của chì nitrat chia cho M dung dịch nhân 100%. Thì viết phương trình hydro sulfur trong chì nitrat. H2X cộng với BBNO3 hai lần, viết miết mà bay không thuộc phương trình nữa là sâu luôn đó nha, thành BBX cái tủa cộng 2HNO3. Bà này biết lòng không? Và cái số mol cái tủa BBX nó cho khối lượng là tính số mol, là đây là 4,78 chia cho em mà đây là 239, nó bằng bao nhiêu ha? 0,02 đúng không? Bấm máy nha, xe bố cô nha. 0,02. Như vậy, H2X nó dư nè. Cho nên mình tính cái chì nitrat này và cái tủa này là do cái chì nitrat nó quy định. Đây 0,02 thì đây là 0,02. Như vậy, anh này anh bằng cái số mol của chì nitrat. C ra khối lượng của chì nitrat nó bằng 0,02 nhân cho 331. 331 là bằng bao nhiêu lớp? 6,62 đúng không?
Như vậy C phần trăm của dung dịch muối chì ban đầu nó bằng M của nó là 6,62 chia cho M dung dịch là 66,2 nhân 100% là bằng 10%. Cái bài này là một bài trắc nghiệm nhỏ nhỏ thôi. Tiếp tục làm câu số 6. Tôi nghĩ chắc cái số này gì nhỏ không có lòng. Đây là coi như các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sát là 0,1 mol. Lưu huỳnh là 1,6 chia 32 là 0,05. Đây này bây giờ cô không biết phương trình nha. Nhìn sát 0,1 cô sai đủ hóa nha. Lưu huỳnh 0,05. Phản ứng xả ra hoàn toàn thì anh này là FAX. Một sát một lưu huỳnh như vậy chỗ này 0,05 và sát dân là 0,05. Không hiểu là nó nha, nói nhanh là nó, chứ cô giờ cô không biết phương trình để tính nhanh đâu mà. Cái anh này cạn hết sen là, tính hết sen là, thì lúc này FAS cạn hết sen là ra hết hai, nó theo FAS là 0,05. Sát cạn hết sen là ra hydro cũng 0,05. Như vậy hai cái anh này số mol bằng nhau, H2S và hydro số mol bằng nhau, như vậy phần trăm thể tích H2S nó bằng phần trăm thể tích của hydro và bằng 50%. Được chưa? Bây giờ họ hỏi để trung hòa lượng axit dư ở đây 500 ml tan dung dịch nó còn HCl là dư. Là HCl là trung hòa cạn là AOH. Nó bằng tạo NaCl là cạn H2O. Số mol NaOH người ta tính là 0,1 helium nhân ha là bằng 0,05 mol. Các bạn theo dõi các bạn nha. Đây là 0,05 mol. Như vậy đây là HCl là tương ứng là 0,05. Đó là HCl là dư. Bây giờ cô thỏa tính số mol HCl là tham gia phản ứng ở trên là bằng bao nhiêu và gọi một người cái số mol HCl là ngay chỗ này đó là bao nhiêu. Đó. Tính nhanh ra thế nè, ni
Này ơi. Không phải. Thành lợi. Ủa chứ bay đau đây rồi mê mốt nó không hiểu mà kiểm tra cuối kỳ bây giờ. Em bị lỗi miết. Lâm. Lâm ơi. Mấy có lỗi không mở ra trả lời Lâm Đoàn Văn Lâm. Điện thật. Cô nghệ luôn á bay. Minh Khang. Dạ không phải màu cô. Làm sao em biết không phải màu? Dạ căn bàn nó sẽ là bàn hai. Tính là cô. Nó phải bàn không phải hai môn chứ. Sao là không phải màu? Đây này, hát xem là nó tham gia, nó bằng 2 lần số môn FAS cộng 2 lần số môn sát. Đúng chưa? Nó tính toàn bộ các hero trong hát xem là ra hero đây. 0.05 nhân 2 cộng 0.05 nhân 2. Các bạn cứ viết phương trình phản ứng thì nó sẽ ra. Đây này, số môn hát xem là bổ toàn hero. Nó bằng 2 lần số môn hero cộng 2 lần số môn hát FAS. Ha là toàn bộ các sản phẩm này nó sinh ra là FACM là ha thì số môn HCM là nó sẽ bằng 2 lần số môn sát. Như vậy HCM là tham gia phản ứng nó sẽ bằng 0.2. Như vậy từ ha đây xây ra tổng số môn HCM là băng đà là bằng 0.4. Đây là 0.25 nha. Là bằng 0.45 thôi. 0.45. Vậy tính người ta CM của HCM là bằng CM bằng N chia V mà N là bằng 0.45 để V là chia cho 0.5. Như vậy nó bằng 0, nó bằng 0.9 M. Các bạn cứ viết phương trình ra nó sẽ ra rất rõ. Rồi, tiếp tục câu số 3. Nó giống như cái bài hữu ta là xác định cái hợp chất á. Đốt giá 2.04 gom một cái chất A. A này khi đốt giá trong oxy thì nó sinh ra một là nước là 1.08 gom tương ứng bằng bao nhiêu mol? 0.03 mol à? 0.03 hay là 0.06? 0.06. 0.06. Một. XOH là bằng 1.344 lít là cũng tương ứng là 0.06 luôn. Bây giờ bạn phải xác định cái công thức phân tử của chất A. Cái bài này nó giống như là lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ vậy. Bây giờ em nhìn cái này. Vì trong A nó phải có cái gì? Khi mình đốt có nghĩa là mình đưa cái oxy vào nhưng mà nó sinh ra nước thì xây ra việc ở đây nó có nước thì xây ngược lại tăng A phải có nguyên tố thứ nhất là hydro. Được chưa? Mình đốt giá tăng oxy mà nó ra XOH như vậy tiếp theo tăng A phải có nguyên tố lưu huỳnh là ha.
được chưa? Và trang A có thể có oxy. Đó là mình tư duy thôi, có cũng được. Bởi vì nếu có oxy thì đúng nó cũng ra, còn nếu không có thì nó lấy cái oxy bên ngoài này vào thì cũng được. Như vậy có thể có và không có oxy. Vậy thì mình tính nè, rõ ràng MH nó bằng 2 lần M nước. Hai lần mà nước. Như vậy em mà hết là bằng 0,12 gram. Ví dụ toàn bộ hydro đây nó qua thì cái hydro này là 0,06 mol thì 0,12. Và em nào hết tương ứng cũng bằng 0,12. Thế là MX này nó 0,06 thì số mol lưu huỳnh á NaX bằng 0,06. Suy ra MX nó sẽ bằng 0,06 nhân 3 ha. Là bằng bao nhiêu? 1,9 ha đúng không? Như vậy thành phần là hydro lưu huỳnh với cái oxy, mình tính thử nếu có oxy thì MO nó bằng gì? Có phải là tổng Ma trừ MH cạn MX không? Nếu nó lớn hơn không thì nó có, mà nó bằng không thì suy ra nó không có oxy. Vậy thì MO bằng 2,04 trừ cho 0,12 cạn cho 1,9 ha. Lúc này là bằng không. Giống cái bài toán lập phức phân tử chất hữu cơ với cấp 2 đó các em. Như vậy nó chỉ có là thành phần nó chứa là hydro và lưu huỳnh, không có oxy. Như vậy tỷ lệ số mol hydro với số mol lưu huỳnh tương ứng là bằng 0,12 và 0,06. Như vậy tỷ lệ này đưa về phần nguyên tố giảm là 2 mol. Vậy hợp chất của mình là hết rồi. Vậy hợp chất hữu cơ là nguyên tố giảm nè. Đó, có bạn xem không hiểu thì hỏi. Chờ sang câu A. Câu B, dẫn toàn bộ lượng hợp chất tên vào hết hai bóng đạt thấy có cái của màu vàng. Thế bây giờ là cái số mol H2 nó bằng 2,004 chia cho 34 là bằng 0,06. H2X mà cạn với H2SO bóng đạt, nó sinh ra cái của màu vàng thì là cái của gì đây? Cái của màu vàng là chất gì? Ngăn A ha. Ngăn ơi. Trang nha. Thảo Nguyên. Dạ cô. Ra kết tủa màu vàng là kết tủa của lưu huỳnh. Đúng rồi. Do cái H2S là âm ha, là nó là chất tử. H2 bóng đạt, lưu huỳnh dương 6 là chất oxy hóa. Cho nên anh âm ha anh bị kéo lên và anh dương 6 bị kéo xuống. Thì cái tủa màu vàng là lưu huỳnh cạm với lại cái gì? Dạ, cạn với SO2 với lại H2O. Đúng rồi, cạn với SO2, cạn với H2O. Vậy thì âm ha nó lên không là nó tan ha, dương 6 cho ha, giảm ha. Cái tỷ lệ 1:1 lúc này ha nữa. Vậy cái tủa màu vàng chính là lưu huỳnh, thì giải thích bằng cái phương trình phản ứng hóa học tính cái khối lượng cái tủa.
âm này là 0,06 thì cái tủa là 0,06. Vậy em mà cái tủa nó bằng 0,06 nhân cho 32 là bằng 1,92. Các bạn nhớ viết bài nha. Câu số 8. Nung có hỗn hợp FAX và FAX là quặng biotit. Trang một cái bình kính chứa oxy và nitơ. Chứa không khí thì gồm 20% thể tích oxy và 80% thể tích nitơ. Thì lúc này cái phản ứng nó xảy ra nè, FAX nó chạm oxy. Nó giá ra oxy thôi, còn nitơ không liên quan gì. Nó sẽ tạo ra FeHO3 cộng với lại HOH. Tương tự FaHK mà cộng oxy cũng tạo ra FeHO3 cộng HOH. Cân bằng các cái phản ứng đó bằng phương pháp cân bằng A để đưa ra cái hệ số. Còn nhớ cân bằng không? Đây nè, FAX nó lên ha sắt dương 3 cộng lưu huỳnh dương 4. Thì lúc này thôi bỏ một đi, cái anh này là bả A. Oxy nó cạn bóng A nó về ha O trừ ha. Căn bằng nhiều chất oxy hóa chắc thử á. Thì ở trên này nhân bóng ở dưới nhân bả. Thì chỗ FAX là bóng, chỗ oxy là bả. Thì bóng này là FeHO3 là ha. Chỗ này là bóng, kiểm tra lại oxy 326 đúng. Tương tự cho anh này. FaXH mà cuối cùng đi lên sát dương 3 cạm với lại halogen dương bóng thì lúc này là bóng ha tóm 311A. Oxy cạm bóng A về HO trừ ha thì tranh nhân 11 dưới nhân bóng, tay nhân bóng dưới nhân 11, như vậy là bóng 11 ha 8 hệ số cân bằng, bởi vì liên quan tới hệ số cân bằng như tính. Vậy chất rắn duy nhất mà thu được là FeHO3 và cái thành phần khí A là gồm có nitơ là 84,8%, HOH là 14%. Như vậy còn lẽ là oxy thì bao nhiêu phần trăm, oxy nó dơ bao nhiêu phần trăm đây các bạn? Lấy 100 trừ cho 98,8 là bằng 1,2 đúng không? Tổng ba này là 100%. Bây giờ họ biểu tính phần trăm của FAX tan hỗn hợp. Mình đặt đây là X mol đây. Đây là Y mol. Mình sẽ tìm cái mối liên hệ giữa X với A là ra. Như vậy x đây thì oxy tương ứng đây là sẽ là bả phần bóng x, đây là 11 phần bóng x, anh này là x và anh này là ha ha a, đây là bả phần bóng a. Như vậy cái x của ha 14% đây nó tương ứng với là x cạn ha a. Được chưa? Tổng có oxy, oxy tham gia
là bả phần bóng x cạn 11 phần bóng y. Được chưa? Thì suy ra cái lượng nitơ tương ứng với cái lượng oxy này. Suy ra bởi vì cứ oxy mọc thì nitơ nó bóng, thì suy ra nitơ tham gia này là tương ứng sẽ là bả x cộng 11y. Mà oxy nó dư á, là 1,2 nha. Oxy còn dư. Thì xây ra các phần nitơ tương ứng với oxy dư á, là bằng 4,8. Như vậy mình có này, cái anh này tổng cái anh nitơ mình gón cho mà thôi, tổng nitơ đây là nó bằng bả x cạn 11y cạn 4,8. Rồi cô gón cái phép này cho mình thấy này, 84,8 nó coi như là bằng bả x cạn 11y cạn 4,8. Được chưa? Và x của 2 sinh ra là x cạn 2y là bằng 14. Rồi em vẽ cái hệ này, em cho x nó bằng y nó bằng. X bằng 2, y bằng 6. X bằng 2, y bằng 6. Có nghĩa là chúng ta đương lái cái anh này là 100 nít á. Thì tính phần trăm thôi mà. Nếu x bằng 2 thì y bằng 6. Như vậy phần trăm khối lượng của FA đang có hỗn hợp này thì nó là 2 nhân cho 88 lại mà lớn là 88 chia cho khối lượng hỗn hợp là 2 nhân 88 cộng với là 6 nhân cho 120 FAX là 120 nhân cho 100% là nó bằng bao nhiêu. Bao nhiêu đó? 19,64 đáp án gì? Nó sẽ khó chịu với các bạn, cảm giác khó chịu. Nhưng mà các bạn cứ đạn mà ngăn một cái giá trị x y bình thường, bởi vì ở đây nè, ở đây mình có thể lấy cái đây một môn cũng được, mà em đạt cái này là x rồi ở đây là một rưỡi, hoặc em lấy nhiều môn thì em cứ đạt x y và em góp cho ở đây, ví dụ như là đây 100 lít thì đây là 84,8 lít đi. Còn đây 14 lít, đây 1,2 lít thì thế dạng mà tính thôi. Thì ra 100 lít này thì cái số môn tương ứng của cái thằng FAS và FAS tương ứng là XA thì dễ nó ra. Được chưa? Chép bài vô ha. Dễ lệ, những cái bài này phải dễ lệ. Bắt đầu từ cái chương này là bài tập nó khó dần rồi đó. Qua tới cái bài bổ còn của khắc hê bóng là nó khó chịu, cái bài ô lâm là khó chịu. Cô em hỏi sư phụ. Dạ em hỏi đi. Dạ một oxy sẽ nó ra được bóng đi. Đây đây, đây không khí. 20% thể tích oxy, 80% thể tích nitơ, như vậy thì ước tiêu một oxy thì sẽ là tiêu bóng nitơ đúng không? Nó mang theo bóng nitơ. Dạ dạ. Rồi ok chỗ đó chưa? Dạ dạ. Còn bọn nào hỏi gì nữa? Có bạn nào hỏi gì nữa không? Không, tôi qua tiếp tục chiến nha.
đun nắng một cái hỗn hợp gồm amon sắt và bemolin. Cam phi ta có nghĩa là nó không có oxy đó. Hiệu suất phản ứng là 50%. Hiệu suất có thể tính theo sát và theo lưu huỳnh. Nhưng rõ ràng ở đây, sản phẩm nó có FAS vì phản ứng không hoàn toàn cho nên cả sát lẫn lưu huỳnh nó đều dần. Cho y vào cái dung dịch hát xem là dần. Thì lúc này FAS nó cạm hát xem là sinh ra FACN là ha cạm hát ha sát cạm hát xem là cũng ra FACN là ha nhưng mà cạm hi luôn. Các hỗn hợp khí gồm HKS và hydro nó có tỷ thứ so với hydro bằng 5, như vậy là M trung bình nó bằng 10. Em tính cho tỷ lệ hấp thể ấy cái gì? Tính tỷ lệ thì sử dụng cái gì tính cho nha? Đường chéo. Đây là 34 nè. Được chưa? Hydro là bằng ha. M mà trung bình của hai này bằng 10. Vậy chỗ này 8, chỗ này bằng 24. Suy ra số mol H2S chia cho số mol hydro. Là bằng 8 phần 24 là bằng 1/3. Yeah. Như vậy để luôn cho H2S là 1 thì hydro bằng 3. Thì anh này 1, anh này 3, tỷ lệ mà. Được chưa? Mà hiệu suất 50%. Mình thấy cái phản ứng này nè. Phản ứng của sát cạn lưu huỳnh nó ra FAS hiệu suất 50% có nghĩa là tham gia bằng một nửa, lượng tham gia bằng lượng dư mà. Vậy thì xây ra nó không thể tính hiệu suất theo sát được. Cái chỗ này một ngang thì tham gia này một, tham gia này một. Dạ. Yeah. Ta có số mol của Fe x bằng 1 hoặc là bằng x gì đó thì xây ra số mol lưu huỳnh tham gia là bằng 1. Số mol sát tham gia cũng bằng 1. Mà số mol sắt dư nó bằng 3. Thì xe ra nếu tính hiệu suất theo sắt thì chỉ là 1/4 thôi. Tham gia 1 mà dư 3 thì tổng bằng nào là bóng. Như vậy, cái anh này là bóng luôn. Đây là bóng. Được chưa? Mà hiệu suất 50% thì xe ra phải tính theo lưu huỳnh. Và số mol lưu huỳnh nó tham gia nó bằng số mol lưu huỳnh dư, hiệu suất 50 là một nửa đó. Vậy cái anh này nó tham gia một thì lưu huỳnh nó dư sẽ là một. Vậy thì lưu huỳnh đây là hai. Được chưa? Cái số mol lưu huỳnh ban đầu là hai. Như vậy cái tỷ lệ A chia B nó bằng bóng chia hai. Nó bằng 2/1. Được chưa? Coi cho kỹ lại một lần nữa. Không biết cái gì hả?
cô có thể dẫn lại, bởi vì những bài này là bắt đầu nó khó rồi đó. Rồi, được chưa? Được, phải kéo qua câu số 10. Dễ rồi đó. Nằm đây. Bạn nào làm sang câu số 10 ra gửi đáp án rồi. Rồi, một bạn trả lời đúng. Sát 5,6 gram là 0,1 mol. Lưu Quỳnh 2,4 gram là tương ứng là 0,075 mol. Anh này đun nắng không a nó xả ra hoàn toàn cả, cho nên nó ra FeAx có Fe dư và lưu huỳnh. Hỗn hợp này cho tác dụng với HCl là dư qua và hạt biết cái chỗ này, cho nên FeAx cạn HCl là dung dịch ra FeCl là ha cạn với HCl. Sát cạn HCl là cũng ra FeCl là ha nhưng mà cạn với hydro, và phần hỗn hợp khí X như vậy, đây là hỗn hợp khí X cạn với một phần không tan Re chính là Lê Quỳnh, đây chính là Re. Để đốt hoàn toàn X và Re, như vậy H2X đem đốt tăng oxy, đốt hoàn toàn thì nó ra XO2 cạn nước. Hydro đốt trăm oxy thì cũng ra nước. Lưu Quỳnh đốt trăm oxy thì ra H2. Và họ yêu cầu mình tính cái lượng oxy tham gia.
bàn này nhanh nhất là bảo toàn ai? Nhanh nhất là bảo toàn ai? Tại sao cô nói phải dùng bảo toàn ai? Bởi vì đây nó đúng cái điệu của bài toán bảo toàn ai, là bài toán oxy hóa khử xảy ra qua nhiều giai đoạn phản ứng. Có nghĩa là đoạn 1 là đun nè, đoạn 2 cho tác dụng HCN là đoạn 3 đến đâu. Sản phẩm trung gian rất là nhiều, nhưng chúng ta xác định được điểm đầu, điểm cuối. Nhớ cái bài toán bảo toàn ai không? Các bạn phải làm gì? Phân lập được tất cả các chất tham gia và các chất sản phẩm, xác định chất nào nó thay đổi cái số oxy hóa và viết quá trình bảo toàn ai. Bây giờ chất tham gia chính là cái nguyên liệu mình cần tìm vào đó. Chất tham gia này ban đầu là có sát này, sát không này, 0,1 này, có lưu huỳnh không này là 0,075 này, có HCl là chất tham gia. Còn cái anh này là cái trung gian, nó không thể tham gia. Có nghĩa là mình nhồi giống như là có nguyên liệu là có bột với có trứng á, với có đường mới là nguyên liệu. Còn mình nhồi nó ra cái bột sậy sậy rồi bột đạt đạt thì đó là trung gian. HCl là chất tham gia này, nó đi qua cái sản phẩm này và cuối cùng á là chất tham gia là oxy. Mình phải lấy oxy vô mình đấu. Đây tất cả là chất tham gia. Sản phẩm cuối cùng của quá trình này, sát đàn nào nó cũng về SICN là ha. Về hai kép SICN là ha. Lưu huỳnh nó đưa về SO2. Nó cho ra H2S hay là lưu huỳnh thì cuối cùng nó cũng bị đẩy về SO2. Hydro HCN là này, cuối cùng nó ra nước. Rồi bà chắc đó cho mấy. Như vậy xác định cho cô có những cái nguyên tố nào thay đổi số oxy hóa. Sát từ 0 lên sát dương hay là 1 này. Lưu huỳnh từ 0 kết quả cuối cùng lên lưu huỳnh dương 4. Oxy từ 0 về trang cái hợp chất SO2 và nước là oxy âm ha. Còn hydro không đổi, hydro trước dương 1, đằng sau nó về nước cũng dương 1, calo âm 1, sau về calo âm 1 không đổi. Như vậy ba cái nguyên tố mà thay đổi cái số oxy hóa. Một á là sát, hai là lưu huỳnh, ba là oxy. Vậy thì nếu mà em nhìn nhận ra được cái vấn đề này thì mọi thứ rất là đơn giản. Viết có quá trình này, sát không, cuối đoạn đường đài lên sát dương ha. Như vậy nhường ha, lưu huỳnh không, cuối cùng lên lưu huỳnh dương 4, tăng ấy của ha nhường 4 a. Oxy không, về oxy âm ha. Như vậy ha, oxy âm ha, như vậy phải nhận 4 a. Oxy không, đây là giỏm nha, hãy tan không biết không ban giỏm không ban cho nó dễ đó, âm ha, nhận bóng ha. Rồi bây giờ bảo toàn ai phút mốc ra này, 0,1, đây là 0,2, lưu huỳnh 0,075 nhân 4 là 0,3. Như vậy tổng ai nhường đây là 0,5, mà nguyên tắc bảo toàn ai là ai nhường bằng ai nhận, chỗ này 0,5, như vậy oxy là 0,5 chia bóng. Vậy xây ra VOC bằng 0,5 chia bóng nhân 2,2 bóng là bằng 2,8, đáp án A. Thật ra là chỉ có mỗi cái dạng này chứ mấy, còn mấy cái kia là trong đầu mình hiểu là có sẵn. Được chưa? Bài này được chưa đó? Phải dễ lẹ ha. Câu 11.
Nung một cái hỗn hợp rắn gồm amon FeCO3 đang bình kín chứa không khí dư, không khí là có oxy với lại có nitơ đó, đây là oxy FeCO3, tất cả các hợp chất của sắt ra khi nung tan oxy nó đều về mối sắt ba FeCO3 cạn CO2. Các bạn này chỗ này ha, và chỗ này ha, ha, ha bóng bả oxy phía sau đây bả oxy thì đây là 36, như vậy đây là 1 phần 2. Nha. FaX cạn oxy ra FeCO3 cạn XO2 bóng 11. Ha. 8. Đốt cháy hoàn toàn rồi đưa về nhiệt độ ban đầu, thu được một chất lớn duy nhất là FeCO3 như mình đã viết và hỗn hợp khí, biết áp suất tan bình bằng nhau. Áp suất tan bình không đổi. Nhiệt độ không đổi. Thể tích không đổi. Thì suy ra có nghĩa là gì? Số mol khí không đổi. Chỗ này bên vật lý các em hiểu không? Hiểu hay không hiểu? Áp suất không đổi, nhiệt độ không đổi, thể tích không đổi. Thì suy ra số mol khí không đổi. Số mol khí không đổi có nghĩa là suy ra thể tích khí tham gia hay là số mol khí tham gia? Tổng số mol khí tham gia bằng tổng số mol khí tạo thành. Này. Anh này là amon. Anh này là bmon. Thì đây chính là A tan bóng. Đây là 2 1 phần 2 thì đây là 1 phần 4, ví như đây 1 A tan bóng. Và anh này sinh ra là A. Đây là B thì đây là 11 B tan bóng. Anh này là 2B. Tổng số mol khí tham gia là sao thành oxy tham gia. Nó mắc đi. Nó bằng tổng số mol khí tạo thành là CO2 và XO2. Vậy có nghĩa là A tan bóng cạn 11 B tan bóng. Nó bằng A cạn 2B. Dạ. Mình nhân đi, mình nhân bóng lên cái vế bên này đi, là bóng A trừ A là 3A. Được chưa? Nó bằng đây là 8B, 11B mình chuyển qua bên này, trừ 8B là 10B. Xây ra A bằng B. Cái anh này thì biến đổi tổng hợp mình. Hiểu cái nguyên lý của nó. Được chưa? Hiểu bài này ha? Bài này chỉ chịu thêm mấy bài tay nha. Câu 12. Câu 12 thì câu này dễ không? COFAXK mà cuối cùng nó thành là đồng dương ha, cạn sát dương 3, cạn lưu huỳnh dương bóng. Thì lúc này cân bằng một đồng một sát ha lưu huỳnh.
lanh sát là sao, là lanh đồng hoa mà, sắc ba mà, lưu huỳnh bóng. Thì lúc này tổng điện tích này bằng không, thì đây là hoa cạn ba là nam, nam với là tám là 13, như vậy nó nhường 13. Được chưa? Rồi, cái bài toán còn lại là bài toán HKX cộng với bao giờ. Cô hướng dẫn cho các bạn rồi. Cho nam bài đó các bạn phải về làm và học lý thuyết cho thầy kỹ. Bữa sau có cái bài toán HKX và X của H cần kịp. Học cho cật lực chứ không là không kịp á. Cái chương này nó nặng nè. Về dễ lệ bài ngang nhớ đó hả? Có ý kiến gì không lớp? Nghĩ được chưa?